Thưa quý vị, Quốc hội chia sẻ sâu sắc với những tổn thất, mất mát nặng nề về người và của, những khó khăn mà nhân dân ta đã phải gánh chịu. Tri ân, tôn vinh những đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, qua gian nan thử thách, truyền thống đoàn kết, yêu nước, thương nòi, khí phách anh hùng, ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, đất nước ta lại càng phát huy cao độ hơn bao giờ hết. Khẳng định này được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đưa ra tại phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15 diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kỳ họp thứ 2 diễn ra khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư với biến chủng mới, lây lan rất nhanh và nguy hiểm, diễn biến rất phức tạp, khó lường, khó kiểm soát, đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh, sinh kế và đời sống nhân dân. Đáng chú ý, tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu đề ra, kinh tế quý 3 tăng trưởng âm 6,17% so với cùng kỳ, làm cho tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm chỉ đạt 1,42%, là mức thấp nhất từ năm 2000 đến nay. Dự báo cả năm chỉ đạt khoảng 2,5% đến 3%, thấp xa so với mục tiêu Quốc hội đề ra khoảng 6%. Nền kinh tế toàn cầu hồi phục nhưng đang chậm lại. Một số chuỗi cung ứng bị đứt gãy và gián đoạn. Nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ công nghiệp và ở tại các địa bàn như thành phố Hồ Chí Minh và các địa bàn kinh tế trọng điểm khác. Việc làm, đời sống người lao động bị ảnh hưởng rất nặng nề. Công tác an sinh xã hội có lúc có nơi còn bất cập. Cùng với việc giãn cách kéo dài đã làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về tâm lý, tâm trạng, xã hội, an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội. Dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư. Nhấn mạnh, trước những thách thức và chồng chất khó khăn, Quốc hội trân trọng cảm ơn những nỗ lực đóng góp to lớn, những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng doanh nghiệp trong phòng chống đại dịch COVID-19, đặc biệt biểu dương đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính phủ, đặc biệt đã huy động nguồn lực hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với tổng số tiền lên đến gần 100.000 tỷ đồng. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, qua gian nan thử thách, truyền thống đoàn kết, yêu nước, thương nòi, khí phách anh hùng, ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, đất nước ta lại càng phát huy cao độ hơn bao giờ hết. Nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, giải thể. Quốc hội chia sẻ sâu sắc với những tổn thất, mất mát nặng nề về người và của, những khó khăn mà nhân dân ta đã phải gánh chịu. Tri ân, tôn vinh những đồng bào, cán bộ chiến sĩ, các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, nhất là ngành y tế, các lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở đã bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh sức khỏe và tính mạng của bản thân, cống hiến hết mình, xung kích cả vào những địa bàn là tâm dịch rất nguy hiểm, vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ sinh mạng, sức khỏe, cuộc sống bình yên của nhân dân và sự phát triển bền vững, trường tồn của đất nước. Theo chương trình đã được thông qua, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng, phản ánh khách quan, thảo luận sôi nổi, hiến kế và đóng góp thật nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng, chất vấn đúng và trúng các vấn đề trọng tâm, thời sự mà cử tri cả nước quan tâm và biểu quyết, quyết định các vấn đề rất quan trọng thuộc nội dung trong chương trình kỳ họp đã được Quốc hội thông qua, góp phần làm nên thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân và cử tri cả nước. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay 20 tháng 10, tại nhà Quốc hội, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 đã chính thức khai mạc. Trước phiên khai mạc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, dày dạn kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, với sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các cơ quan trong cả hệ thống chính trị, trong bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân,
sự ủng hộ và giám sát của nhân dân, sự hợp tác và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Quốc hội nước ta trong thời gian tới nhất định sẽ phát huy những kết quả, kinh nghiệm và truyền thống vẻ vang của 75 năm qua, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tổ chức và phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp to lớn hơn nữa vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa quý vị, bảo vệ sức khỏe nhân dân là trên hết. Trước hết, thúc đẩy viện trợ, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất trong nước, đẩy nhanh tiến độ bao phủ tiêm vaccine. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho biết như vậy khi báo cáo trước Quốc hội vào sáng ngày hôm nay. Báo cáo Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết tình hình kinh tế xã hội ước cả năm dự kiến đạt và vượt 8 trên 12 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Triển khai nghị quyết 30 của Quốc hội đã thực hiện hiệu quả khi đã tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, sớm phục hồi sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch có lúc, có nơi còn bị động, lúng túng. Tăng trưởng kinh tế giảm sâu, tính chung 9 tháng GDP chỉ tăng 1,42%. Từ nay đến cuối năm, Thủ tướng cho biết, chính phủ sẽ nỗ lực cao nhất cho phòng chống dịch COVID-19, khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án kịch bản cụ thể, sát hợp với tình hình thực tế. Là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Thúc đẩy viện trợ, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất trong nước, đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine, trong đó có vaccine cho trẻ em. Chuẩn bị thuốc điều trị cần thiết, nâng cao năng lực y tế, nhất là công tác điều trị và cơ sở ở tại tuyến cơ sở, có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, phấn đấu kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc để tập trung khắc phục hậu quả của dịch bệnh COVID và khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng cho biết sẽ hoàn thiện chiến lược tổng thể về phòng chống dịch và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhanh chóng khôi phục thị trường lao động do bị tác động trực tiếp bởi dịch COVID-19, thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng, lưu thông hàng hóa thông suốt. Trong năm 2022, mục tiêu là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6-6,5%. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia. Cùng với việc giãn cách kéo dài. Thưa quý vị, sáng nay ngày 20 tháng 10, gần 250 học sinh các cấp tiểu học lớp 1, lớp 2 và trung học cơ sở trung học phổ thông lớp 6, lớp 9 và lớp 12 ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đã trở lại trường để học trực tiếp sau hơn 5 tháng ở nhà và sau hơn 2 tháng bắt đầu năm học mới phải học trực tuyến để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, thầy cô rất vui mừng và hạnh phúc được chào đón các em trở lại trường. Đây là dòng cảm xúc được ghi lại trên băng rôn chào mừng những học sinh đầu tiên tại xã đảo Thạnh An, thành phố Hồ Chí Minh được trở lại trường học. Đó cũng là cảm xúc của rất nhiều phụ huynh và học sinh trong ngày đầu tiên được đi học trở lại. Ngày hôm nay, ngày 20 tháng 10, tại xã đảo xa nhất và xanh nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, 227 học sinh tại các khối lớp 1, 2, 6, 9 và 12 đã được đến trường. Để đảm bảo công tác an toàn cho học sinh đi học trở lại, nhà trường đã bố trí chia khung giờ, chia cổng để tránh tụ tập đông đúc. Các em đã được xét nghiệm PCR vào cuối tuần trước và test nhanh vào ngày hôm qua. Khi đến trường thì các em được hướng dẫn rửa tay sát khuẩn. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì giáo viên chủ nhiệm sẽ trao đổi công tác sinh hoạt lớp, công tác phòng chống dịch bệnh, phổ biến kiến thức 5K và ôn tập kiến thức học online. Sau khi ổn định thì các thầy cô mới dạy kiến thức tiếp theo. Được biết là sau khi thí điểm đi học lại tại hai trường này thì sau khoảng 2 tuần đánh giá từ kinh nghiệm từ các báo cáo sơ kết của hai trường, phòng giáo dục sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục tính toán mở thêm các trường khác và các khối lớp khác nếu tình hình thuận lợi. Thưa quý vị, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ cung cấp tài liệu phục vụ cho việc tham gia ý kiến thẩm định các báo cáo đề án về kinh tế xã hội trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đây là đề nghị của Ban Kinh tế Trung ương tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội vào chiều ngày 19 tháng 10. Theo đó, định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu, các cơ quan trao đổi thông tin, ấn phẩm, các tư liệu, kết quả nghiên cứu về kinh tế xã hội để phục vụ các nhiệm vụ và lĩnh vực công tác. Ngoài ra, hai bên phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội phù hợp với chức năng nhiệm vụ của hai bên nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện cũng như tham mưu, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước.
Đại học Quốc gia Hà Nội mong muốn Ban Kinh tế Trung ương ủng hộ, hỗ trợ và tạo điều kiện đề xuất và triển khai chương trình khoa học và công nghệ phục vụ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển Việt Nam. Giai đoạn thứ hai chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc. Hai đơn vị cũng sẽ phối hợp trong nghiên cứu đề xuất xây dựng các đề án, báo cáo thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội. Thưa quý vị, vào sáng nay thêm 64 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp cận được tín dụng thông qua chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp. Đây được xem là giải pháp giúp doanh nghiệp phục hồi trong bối cảnh khó khăn về nguồn vốn bởi những tác động của dịch bệnh COVID-19. Lần ký kết này với số vốn giải ngân lên đến hơn 15.500 tỷ đồng đến từ 8 ngân hàng. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021 trên địa bàn thành phố có 11 ngân hàng đã đăng ký tham gia gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp với tổng số tiền cho vay trên 321.000 tỷ đồng. Lãi suất tối đa áp dụng không quá 4,5% một năm đối với cho vay ngắn hạn và xoay quanh mức 9% đối với cho vay trung hạn và các hình thức hỗ trợ khác như giảm lãi suất, khoản vay cũ, tăng hạn mức cho vay, cơ cấu lại các kỳ hạn nợ. Hiện nay thông qua chương trình kết nối này, thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân vốn cho vay cho hơn 21.600 khách hàng với tổng số vốn hơn 241.000 tỷ đồng. Trong 3 tháng cuối năm, thành phố sẽ tăng cường kết nối ngân hàng doanh nghiệp với gói hỗ trợ tín dụng khoảng 70.000 tỷ đồng cùng với 3 giải pháp trọng tâm.